Rồi đến bức ảnh bất kỳ nào đấy cũng được. Rồi em nghiêng cái chắp đi, nghiêng một chút cái chắp đi, nghiêng nữa đi, xoay mà cùng nhìn đấy, đúng rồi, chính xác, lên thêm tí nữa. Rồi ok, cầm ảnh kéo vào nào. Kéo nó vào. Cứ kéo vào trong cái chắp đi. Vậy nó chưa vào ấy ạ. Ừ, cứ kéo vào đấy, được chưa? Nó À đây đây vào hai ba cái rồi mà. Nhá. đây. Vâng. Ôi, nó bị làm sao đây? Không sao đâu, zoom nó vào, khả năng là nó bị chạy gì đấy nhá. Nhấn giữ. Đó, đúng rồi, chính xác. Đúng rồi. Sáng cái. Xóa nó giống như xóa đối tượng em nhé. Nhưng mà nhìn nước vẻ vâng. Đấy, xóa như xóa đối tượng thôi. Cái này khi mà cho vào thì nó đứng yên cái tại vị trí mình cho cái ảnh ấy vào anh. Ừ, đúng Tức là rồi, mình chính muốn xác. di Sau này chuyển thì cái nó ảnh học này lệnh sang vị di trí khác chuyển thì di kiếm chép thấy nó đó bị thì chặn. sau này học lệnh di chuyển thì nó sẽ À, di ra được chỗ được khác nhé. rồi. Được chưa? Dạ vâng ạ. Ok em. Bây giờ em học cái lệnh 8 nhỏ nhé. Dạ. 8 nhỏ này. Lệnh di chuyển đối tượng nhé. Công cụ của nó là move. Công tắc của nó là mở. Mở. Vâng ạ. Được chưa? Thao tác nhé. Trong đây. Thao tác này. Nhấn M nhé. À, đầu tiên chọn đối tượng trước, sorry em. Chọn đối tượng. Đối tượng. Nhấn M nhé. Sau đó Vâng. nháy chuột vào một điểm, làm điểm xuất phát nhé. Xuất phát di chuyển chuột theo hướng, di chuyển chuột theo hướng nhập khoảng cách, nhấn enter hoặc nháy chuột trái để bắt điểm đến. Nháy chuột trái để bắt điểm đến. Vâng ạ. Để cho em. Vâng ạ. Rồi em nhìn nhé. Đây, ví dụ như này. Anh vừa rồi anh kéo cái bức tranh vào đây đúng không? Vâng. Đấy, bức tranh nó giống như một đối tượng mà. Anh kéo bức tranh vào đây đúng không? Rồi bây giờ em Dạ nhìn vâng. công cụ mu này không? Dạ Rồi anh muốn di em chuyển nhìn bức rồi. tranh này ra chỗ khác nhé. Thì đầu tiên là anh chọn bức tranh này, xong chưa? Dạ Nhấn mu này. Xong chọn một điểm là điểm xuất phát này, được chưa? Đó, Dạ. di chuyển chuột theo hướng được cho em. Vâng. Sau đó anh có thể nhập tọa độ nhé. À, nhập khoảng cách nhé. Khoảng cách. Dạ. Hoặc nháy chuột trái này bắt điểm đến, xong chưa? Vâng. Rất dễ vậy thôi, được chưa em? Dạ. Rồi em luyện cho anh nào. Rồi chọn đối tượng, rồi nhấn phím M, đúng rồi, nháy chuột, đó di chuyển nó ra.
Xong chưa? Vâng ạ. Rồi, bây giờ anh sẽ đẩy bài tập thứ nhất qua cho em nhé. Chúng ta cùng nhau luyện tập bài 1 nhé. Vâng. Rồi, ok em. Rồi, được chưa? Em tải bài số 2 xuống nhé. Dạ vâng. Rồi, tải đi rồi anh hướng dẫn làm mẫu, sau đó thì làm theo nhé. Dạ. Rồi, save vào, đúng rồi. Rồi, bây giờ nhìn lên màn hình của anh nhé. Vâng. Đây này, em mở cái bài 2 anh vừa đưa đến cho em đấy đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ anh về SketchUp này, anh cũng xóa cái ảnh này đi. Đó, nhìn thấy không? Dạ. Sau đó em cầm em kéo cái này vào đây này. Xong chưa? Dạ vâng. Rồi, bây giờ mở to SketchUp lên này. Zoom gần đến này, nhìn thấy không? Dạ, vâng. Nhìn thấy rõ nét không? Dạ có ạ. Được chưa? Sau đó em vẽ theo nó nhé. Dạ. Đây này, vẽ theo này. Như trước khi vẽ theo nhé, thì em vẽ cho em một cái hình chữ nhật nhé. Vâng. Phủ hết nó này, nhìn không? Rồi, đừng kém xem. Dạ. Được chưa em? Vâng ạ. Thế để làm sao mà nhìn được cái ở bên đằng sau này? Thì em nhìn cái biểu tượng X-ray này không? Vâng. X-ray của cái thanh Steinai này, nhìn thấy không nhỉ? Dạ. Đấy, bấm vào X-ray này. Đó, thấy nó trong suốt không? Vâng ạ. Rồi, sau đó thì mình cứ vẽ đồ theo được chưa em? Vâng ạ. Đó. Đoạn dây cung cung cong cong này nhé, thì mình vẽ cứ vẽ hai điểm đầu điểm cuối này nhé. Dạ. Đấy, được chưa? Sau đó dùng vâng. Dây cung này, nhấn vào điểm này này, nhấn vào điểm này, đưa cong ra, vâng. Xong chưa? Dạ vâng ạ. Sau đó dùng E này, xóa điểm này đi, xóa điểm này đi, xóa điểm này đi, xong chưa em? Vâng ạ. Lăn bi chuột cho nó nhỏ vào, bấm vào X-ray cho nó bỏ chỗ trong suốt đi, được chưa? Vâng. Dấu cách thoát lại nhá. Quét như này xong cho em. Vâng ạ. Ấn vào cục di chuyển này, nháy cho nó điểm này, di nó ra chỗ khác này, xong chưa? Vâng ạ. Như vậy em đã đồ được một cái phào chỉ, nhìn không? Dạ. Rồi, nắm rõ không? Anh làm lại thao tác nhé. Vâng ạ, anh làm lại cho em lần nữa. Đầu tiên là zoom cho gần đến cái phào chỉ mà mình muốn vẽ này được cho em. Vâng ạ. Vẽ cho anh hình chữ nhật này. Được chưa? Sau đó bấm vào công cụ X-ray trong bảng Steinai nhé. Dạ. Cho nó trong suốt, nhìn thấy chưa em? Vâng ạ. Để mình nhìn được cái ở bên dưới mà. Xong mình vẽ đồ theo này. Vâng. Được chưa? Vâng ạ. Vẽ một cái dây cung ở đây. Xong chưa? Dạ vâng ạ. Dùng này E xóa chỗ này đi. Được chưa? Dạ vâng. Dấu cách thoát lại. Sau đó bỏ X-ray đi. Được chưa em? Vâng. Đó, sau đó chọn này, quét chọn này, xong chưa? Vâng. Dùng công cụ di chuyển cái này ra. Được chưa em? Dạ vâng. Rồi, nắm nó cho em. Dạ vâng ạ. Rồi, bây giờ hãy thực hành cho anh nhé. Vâng ạ. Rồi, em thực hành đi.
Rồi em mở SketchUp lên. Nhớ lấy ảnh vào. Nào hãy mở SketchUp lên nào. Đúng rồi, về mặt đấy đúng rồi. Ok, cầm kéo vào. Đúng rồi. Rồi, phóng to SketchUp lên nào. Rồi zoom gần đến một cái phào chỉ nào đấy mà mình mong muốn nhé. Rồi ok, vẽ cho anh một hình chữ nhật trước. Đúng rồi, bấm vào X-Lay trong bảng Style. Đúng rồi, đó nhìn nào. Rồi dùng đoạn thẳng vẽ nào. Đoạn thẳng mà em ơi, đoạn thẳng mà, đấy là hình chữ nhật rồi, vẽ đoạn thẳng mà em ơi. À rồi, vẽ thằng đấy cũng được. Rồi ok, rồi tiếp tục vẽ hình tròn, dây cung, đúng rồi, lấy điểm đầu, điểm cuối, rồi vẽ cong ra, đúng rồi, chính xác. Rồi dùng lệnh E xóa đi. Đúng rồi. Rồi bỏ chế độ trong suốt đi nào. Rồi chọn nó, kéo chọn đi. Quét chọn hết nào, quét chọn hết em ơi, quét chọn hết. Đúng rồi, nhấn công cụ di chuyển. Rồi lấy một điểm nằm gốc, di ra ngoài, xong chưa? Ừ. Quá giỏi đúng không? Rồi làm tiếp hình khác nhá. Đấy, zoom gần đến vẽ một hình khác đi. Em chọn hình nào thì tùy em. Zoom gần đến em ơi, zoom gần đến cho nó to nào. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, hình này thì dễ rồi đúng không? Ê, dùng đoạn thẳng mà em ấy. Đoạn thẳng đâu nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi xóa nốt ở bên ngoài đi em. Rồi chọn nó nào, chọn tắt đi em ơi, quét chọn tắt. Đúng rồi, công cụ di chuyển di ra bên ngoài. Không không, em chưa chọn nó rồi, em chọn cái bức tranh rồi. Dấu cách phát lệnh đi. Rồi đấy, nhấn M luôn. Đúng rồi, cho ra chỗ khác, đúng rồi. Rồi vẽ cho anh một hình nữa để chắc chắn ổn nhé, để yên tâm. Rồi lấy hình nào cũng được, lấy hình khó khó một tí, đừng lấy hình dễ quá, không đến lúc ra bài về nhà lại cứ không làm được. Rồi chuẩn chỉ, đúng rồi.
Zoom to đến em ơi, zoom to đến đi. Đấy, zoom gần đến vẽ cho nó nhà, đúng rồi. Rồi không xử lý được chỗ này đúng không? Anh không nghe thấy tiếng nói của em. Vẫn chưa nghe thấy tiếng nói của em. Em kiểm tra lại. Rồi em tắt mic ở đây rồi, rồi ok. À rồi đây rồi. Anh hướng dẫn lại trên cái đoạn vẽ cái đoạn cong này rồi, ạ. Ok em thả tay ra luôn nhé. Đây nhìn lên màn hình của anh luôn nhé. Vâng ạ. Vẽ cái hình đấy nhé. Rồi em nhìn lên màn hình của anh đi. Dạ vâng. Đây cái hình này đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi em vẽ cho hình chữ nhật nhé. Bám sát vào đường đây của nó này. Được chưa? Vâng. Được nha. Đó, sau đó chọn chế độ trong suốt đúng không? Dạ. Đoạn này, đoạn thẳng này thì mình cứ vẽ cho nó. Đoạn cong này nhé, thì mình cứ điểm một điểm đây, một điểm đây này. Được chưa em? Dạ. Xong vẽ một đoạn thẳng xuống này, nhìn không? Vâng ạ. Ra đây một đoạn nữa này. Xuống đây một đoạn này, được chưa em? Dạ. Vào đây này. À. Xuống đây này. Ông đoạn cong này thì em cứ vẽ thẳng nó thôi nhá. À, em cứ tưởng là phải vẽ nó cong giống cái trong cái hình ấy. Em cứ vẽ thẳng trước. Vẽ thẳng trước để lấy điểm đầu, điểm cuối này xong hóng muốn cong ra xong chưa? Dạ vâng ạ, vâng. Rồi, hiểu vấn đề chưa? Dạ vâng ạ. Rồi, này, nhìn nốt nào. Đó, đoạn này nè. Được chưa nha em? Dạ vâng ạ. Dùng E xóa đi, nhớ cái đoạn cong này cứ vẽ đoạn thẳng ra trước để nó có điểm đầu điểm cuối nhá. Dạ vâng. Đó, xóa đi nè. Rồi, bỏ cho nó trong suốt đi, ổn chưa? Dạ vâng. Rồi, em làm nào. Dạ. Đấy, cứ vẽ một đoạn thẳng chéo đi. Đúng rồi, bên trên cũng vậy. Đúng rồi. Thôi, hết chéo rồi. Để con đặt một tí. Đúng rồi. Ơi hình như xóa nhầm đúng không? Ctrl Z quay lại. Ctrl Z. Đúng rồi, Ctrl Z quay lại, đúng rồi. Rồi xóa bên ngoài đi. Rồi bỏ chế độ trong suốt nào. Vâng. Đúng chưa? Rồi quét chọn, quét cả đi. Rồi, nhấn M xong di chuyển nó ra ngoài. Rồi, em hiểu vấn đề vẽ 2D chưa? Vâng ạ, vâng. Rồi, nắm rõ được toàn bộ bài học hôm nay chưa? Vâng ạ. Đấy, nhiệm vụ ở nhà của em còn lại hai hình đấy nữa nhé. Với hai hình bên cạnh này nhé. Dạ, chi vâng. Tiết cột và chi tiết của pháo chỉ này thì vẽ nốt cho anh nhé. Dạ, vâng ạ. Được chưa?
Rồi, trước khi kết thúc bài học có cần hỏi anh gì không? Tạm thời thì các cái lệnh hôm nay anh dạy thì em cũng nắm được, còn đâu là để em thực hành xong rồi có phần nào khó thì em sẽ hỏi. Ok, anh gửi lý thuyết qua cho em nhé. Dạ vâng ạ. Ừ, thế thì ở nhà thực hành tốt cho anh nhé. Dạ vâng. Rồi, chúc em là tốt, buổi hôm sau chúng ta gặp lại nhé. Anh hôm sau thì khoảng hôm nào học anh nhỉ? Thì các buổi tối vào lúc 8 giờ được không? Dạ vâng ạ, vâng. Dạ vâng ạ, vâng. Rồi, thế em nhé. Dạ vâng ạ, vâng. Rồi, cảm ơn anh. Chào em. Dạ, anh ạ.